Chào các em, chúng ta giải vòng số 4 quy lưng bích của khối lớp 8. Bài thi số 1. Sắp các ô tăng dần. Rồi. Bây giờ như thường lệ mình sẽ chuẩn bị một cái bảng nháp ha, để lưu kết quả tạm thời. 4 người ta cho sẵn không phải tính. Trừ 1, 3, 2 người ta cho sẵn không phải tính. Giá trị lớn nhất. Nếu không tính dấu trừ thì cái bình phương này luôn luôn lớn hơn bằng 0. Gắn dấu trừ vô thì nó lại nhỏ hơn bằng 0. Như vậy trừ 300, trừ 130 sẽ là giá trị cao nhất. Các em lưu ý chỗ này nè, phải ghi lại trừ của 3x. Trừ 3x cộng 4 ha, tất cả bình thì bản thân cái này là một cái nhỏ hơn một bằng 0. Như vậy chúng ta suy ra là cái này chẳng hạn cộng cho 5 thì nó sẽ nhỏ hơn một bằng 5, tức là giá trị cao nhất của cái này sẽ bằng 5 em nhé. Còn đây là cộng cho trừ 130, như vậy cao nhất nó sẽ bằng là âm 130. Em nắm được chưa? Vậy ha. Bài dưới. Bài này ta có thể ấn máy tính để tìm giá trị lớn nhất luôn. Rồi giá trị lớn nhất là 29/4 đó. 29/4 âm 29/4, kiếm chia ra số phân luôn đi. 29 chia 4 là cỡ 7,25. 7,25. Chắc các em đang thắc mắc ha. Thì mình biến nó thành đưa về hàng đẳng thức các em này. Trừ x tất cả bình cộng 3x cộng 5 thì thầy sẽ biến thành là trừ x bình cộng 2 nhân x nhân cho 3/2. Rồi cộng trừ ha. Trừ cho 9/4. Như vậy thầy sẽ phải cộng lại 9/4 để nó bằng như cũ đó mà. Và bây giờ qua cái này nè thì nó tạo thành hàng đẳng thức kia. Thầy rút dấu trừ ra ngoài làm nguyên tử chung ha. Giờ trong sẽ phải đổi dấu trừ thay thành cộng. Còn 5 cộng 9/4 nó sẽ thành là 29/4. Thôi. Rồi bây giờ nó sẽ thành một cái bình phương trừ của một cái bình phương x trừ cho 3/2 tất cả bình rồi cộng cho 29/4. Thì cái này thầy mới giảng hồi nãy. Cái này nó sẽ nhỏ hơn một bằng 29/4. Như vậy giá trị nhỏ nhất của cái này là 29/4. Tiếp tục. Cái này các em thay vô rồi giải thôi. Không. Có thể dùng máy tính nếu thích. Để lấy cái máy tính tính cho nó khỏe nè. Đây. Ồ, cái này cái hình thôi. Cái máy tính thì để đâu rồi ha? Đâu rồi? Không cần, các em tính máy tính ngoài cũng được. Rồi. X y bình phương cộng 2 x 2 y cộng x. Giờ nhập x với y. X thì bằng âm 1. Y thì nhập 14. Kết quả bằng âm 225. Bên này là bằng 31. X bình cộng 1 thì luôn luôn là dương. X bình là bé nhất bằng 0. Cộng 1 thì dương hẳn. Cái này không bao giờ bằng 0. Như vậy muốn hai này nhân nhau bằng 0. Rồi. X cộng 2 sẽ bằng 0. Vậy x sẽ bằng trừ 2. Rồi cái này một cái bình phương thì thấp nhất nó bằng 0. Cộng cho 2016 thì cả cái này thấp nhất sẽ bằng 2016.
Nhưng các em cẩn thận, người ta không có hỏi giá trị nhỏ nhất là bằng bao nhiêu, mà người ta hỏi là lúc x bằng bao nhiêu thì cái này đạt nhỏ nhất. Như vậy lúc đó cái này sẽ bằng 0 thôi. Vậy x sẽ bằng trừ 1 phần 4 chia 2. Vậy x sẽ bằng trừ 1 phần 8, tức là trừ 0,125. Các em cẩn thận nè, nếu người ta hỏi giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu thì đáp án là 2016. Còn người ta hỏi là đạt được lúc x bằng bao nhiêu thì x sẽ bằng âm 0,125. Cẩn thận. Và dưới này thì nó sẽ thành x cộng 1 tất cả bình, tức là 79 cộng 1 là 80 bên là 6,004. Bài này thì thay vô tính thôi, nó sẽ bằng trừ 1, trừ 1, trừ 1 là trừ 3 cộng 27 là sẽ bằng 24. Rồi mình chọn tăng dần từ nhỏ tới lớn thôi. Nhỏ nhất là âm 132. Đây. Xin lỗi, nhỏ nhất là âm 225 nhé các em. Đây nè. Đây nha. Ẩu quá ha. Rồi bây giờ mới tới âm 132. Đây. Rồi tới âm 130. Đây. Rồi tới âm 2. Âm 2 là đây. Đây kìa. Rồi tới âm 0,125. Đây. Rồi bây giờ tới số dương, số 4. Rồi tới 7,25. Đây. Tới 24. Đây kìa. 31 và 6004. Xong bài toán thứ nhất ha. Các em chú ý giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nghe. Cái máy tính thì để đâu rồi ha? À đây. Rồi tiếp theo. Hình bình hành có góc A bằng 60 độ thì góc C cũng bằng 60 độ luôn kìa. Góc đối của hình bình hành thì phải bằng nhau. Rồi góc C bằng 112 thì góc ngoài tại C là kề bù với góc C trong ha. Em lấy 108 trừ cho 112 là bằng 68. X mũ 4 trừ y mũ 4 em sẽ phân tích thành x mũ 2 cộng y mũ 2 là nhân với x mũ 2 trừ y mũ 2. Rồi x mũ 2 trừ y mũ 2 lại tiếp tục phân tích thành thế này. Đây, đáp án này. Cho hình bình hành góc A bằng chừng này độ, góc B bằng chừng này độ. Các em để ý góc A với góc B là hai góc trong cùng phía. Vẽ hình ra các em sẽ thấy, mà hình bình hành thì có các cặp cạnh đối song song, như vậy hai góc trong cùng phía phải bù nhau. Vậy ta có 5x trừ 2 rồi cộng cho 3x cộng 10 là sẽ bằng 180. Rồi giải bài toán này các em sẽ tìm được x thôi. 180 trừ 10 cộng 2 rồi chia cho 8 là bằng 21,5 nha. 21,5 ha. Rồi. Đáy nhỏ đường chéo và đáy lớn của một hình thang cân. Đáy nhỏ là 11, đường chéo, hai đường chéo của hình thang cân thì bằng nhau kìa, 20. Và đáy lớn thì bằng 21. Tính cạnh bên. Tính cạnh bên. Rồi ta vẽ cái hình ra cho nó đỡ nhức cái đầu các em nha. Hình thang cân. Cho vẽ tượng trưng thôi các em. Hình thang cân này,
hình chéo, lấy một đường chéo thôi cũng được, hình chéo nó sẽ bằng nhau, em lấy một đường cũng được. Rồi đáy nhỏ là 11 nè, đáy lớn là 21 nè, còn đường chéo là 20 nè. Giờ tính cạnh bên, tính cạnh bên này, đặt tên như dễ nói chuyện em. A B C D đây ha. Rồi bây giờ hình thành cân này, thầy kẻ hai đường cao xuống, đặt tên hai cái chân đường cao. Dễ thấy đây là vuông cho em. Đó, bên này cũng vuông ha, bên này cũng vuông. Các em sẽ chứng minh được FC bằng DE, FC bằng DE và tính được luôn. AB sẽ bằng EF, EF bằng 11 nha. Như vậy FC và DE là lấy 21 trừ 11 là còn 10, rồi chia đôi ra hai bên. Vậy bằng 5. FC bằng 5 nha. FC bằng 5 và thậm chí là DE bằng 5 luôn nếu em muốn. Rồi 5 5 11 21. Nhưng mà ta cần tính cái gì? Ta cần tính BC nè. Vậy cái giả thiết 20 ta cho làm cái gì ha? Đó, em phải để ý. Đáy nhỏ 11. Đường chéo 20, đáy lớn 21. Rồi, giờ phải suy nghĩ thêm thôi, phải kẻ thêm đường thôi. Từ B thì kẻ một đường song song với AC, cắt CD kéo dài, cắt CD kéo dài ha, ở G chẳng hạn. Thì các em sẽ thấy là ABGC là hình bình hành nha, ABGC là hình bình hành bởi vì hai cạnh đối song song này, rồi hai cạnh đối song song nữa. Như vậy cạnh BG cũng sẽ bằng 20. Rồi cạnh CG là bằng 11. B ở trên xuống thôi, cạnh đối hình bình hành thì phải bằng nhau ha. Rồi giờ các em nhìn cái tam giác này nè, BC, tam giác BC, xin lỗi, tam giác BFG, tam giác BFG có cạnh huyền bằng 20, cạnh FG bằng 16. Bây giờ dùng định lý Pythagore ha. Dùng định lý Pythagore. Các em sẽ có là BF bình, BF bình cộng cho FG bình, tức là 16 bình đó là bằng 20 bình. Từ đây các em sẽ suy ra BF ha. Tự tính nha. Tới đây thì xong rồi. 20 bình trừ 16 bình là bằng 144, mình lấy căn ra 12. BF bằng 12 kìa. BF bằng 12 vẫn chưa xong nhiệm vụ kìa. BF bằng 12. Giờ thầy ghi BF thành 12 đi ha. Là BF 12. Rồi giờ tính BC thì các em dùng cái tam giác là FCB. FCB tiếp tục dùng lý Pythagore. Thì BC bình sẽ bằng 12 bình cộng cho FC bình, tức là 5 bình. Các em sẽ ra 169. Như vậy từ đây các em suy ra BC sẽ bằng 13. Qua bao gian nan thì BC nó bằng 13 các em nhé. BC 13 nhập vào đây. Đúng là câu cuối cùng. Chặn chứ kho báu ha.
qua cái nick sau, qua cái nick thứ hai thầy sẽ giải hết tất cả các cái câu trên trên cái đường đi của mình. Còn bây giờ thầy tiếp tục giải vòng tiếp theo. Thầy có việc một chút. Thầy sẽ giải hai bên nick lần, các em cố gắng theo dõi ha. Rồi, bài này hoàn toàn đơn giản. Các em phân tích vế trái thành nhân tử. Các em rút x trừ 5 ra. Ở trong còn x cộng 13 bằng 0. Từ đây các em sẽ suy ra x bằng 5 hoặc là x bằng âm 13. Hai này nhân nhau bằng 0 thì một trong hai cái này phải bằng 0. X trừ 5 bằng 0, x bằng 5, x cộng 13 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 13. Nhưng mà người ta đòi hỏi là x dương cơ. Vậy bỏ cái âm 13 đi, lấy x bằng 5 thôi. Rồi, trừ của cái bình phương thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc cao lắm là bằng 0, rồi cộng thêm 12 đằng trước nữa. Như vậy giá trị lớn nhất là bằng 12. Nhưng mà ta không có hỏi giá trị lớn nhất các em nhé. Người ta hỏi là đạt được lúc x bằng bao nhiêu. Thì lúc đó các em ép cái bình phương này bằng 0 đi. Như vậy là 3 trừ 2x bằng 0. Như vậy x sẽ bằng 3 phần 2. 3 phần 2 tức là 1,5 nha. 1,5. Số dư khi chia cái này cho 57. Bây giờ các em ghi lại đề là 7 mũ 19 cộng 7 mũ 20 cộng 7 mũ 21. Thì các em rút nhân tử chung ra cho thầy. 7 mũ 19 ở trong là còn 1 cộng 7 cộng cho 7 mũ 2. Rồi các em để ý 7 mũ 19 bằng bao nhiêu thì không quan tâm. 7 mũ 2 là 49 cộng 1 là 50 cộng 7 là 57. Cái này chia hết cho 57 các em. 7 mũ 19 nhân 57 là chia hết cho 57. Như vậy số dư người ta hỏi cho vui á, số dư đâu có đâu, số dư bằng 0. Rồi trên mặt phẳng tọa độ thì điểm M nằm trong góc phần tư thứ mấy? Bây giờ các em chú ý cái mặt phẳng tọa độ này. Mặt phẳng tọa độ nó chia ra 4 góc vuông ha. Thì cái góc vuông mà có tên đó, đây là góc vuông này. Cái góc vuông mà ở nơi đó các em để ý là trục hành là chứa những cái số dương hết, trục tung cũng chứa những số dương hết. Cái vùng này nè, đây là góc phần tư thứ nhất, đây là góc phần tư thứ nhất ha. Và tính theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, đây là góc phần tư thứ nhất thì qua đây là góc phần tư thứ hai, xuống đây là góc phần tư thứ ba và qua đây là góc phần tư thứ tư. Cái này kiến thức lớp 7 các em nhé. Rồi giờ các em nhập cái điểm trừ 25 vô. Điểm trừ 25, trừ 25, đây, đây là điểm trừ 25, thì nó nằm ở góc phần tư thứ hai các em nhé. Đây là góc phần tư thứ nhất, rồi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, em đi. Đây là góc phần tư thứ nhất, đây là góc phần tư thứ hai, đây là góc phần tư thứ ba, góc phần tư thứ tư. Như vậy đó là góc phần tư thứ hai. Đó là quy ước quốc tế các em, đừng có quên nhé. Lên lớp 9 ta lại gặp rất nhiều. Chà, bài này có vẻ khó ha. Các em vẽ hình mà nháp thử.
Rồi em ăn cơm trước đi. Nãy giờ cứ nói chuyện. Rồi, trở lại. Rồi, nãy giờ thầy có việc nghe các em. Bây giờ thì trở lại bài chút. Cái gì? Cho người ta cân đáy nhỏ CD bằng 4 cm. Rồi giờ ta vẽ cái hình kem nhé. Bài này khó ha. Rồi coi còn bao nhiêu giờ nhé. Ô còn lâu. Hình thành cân. Thầy vẽ hình thành cân. Rồi hình thành cân ABCD. Mà CD là đáy nhỏ. A các em. B C D. Rồi giờ các em theo dõi. Góc A cộng góc B, góc A bằng góc B đó, rồi bằng một nửa tổng của góc C với D. Mà C với D bằng nhau hình thành cân mà. Vậy có nghĩa là góc A bằng nửa góc D và góc B bằng nửa góc C đó. A bằng nửa D, tức là D 2 phần, còn A 1 phần. Vậy tổng số phần là 3 phần nha. 3 phần mà cộng lại bằng 180, hai góc trong cùng phía mà. Như vậy là lấy 180 chia 3, như vậy góc A là 60. Còn góc B á là 120 các em nhé. Đó, nhớ điều đó. Giờ đề cho gì nữa? À đề cho CD bằng 4. CD bằng 4. Rồi giờ thầy nối. Thầy nối A với C lại theo giả thiết cho. Thì A với C lại vuông góc. A với C lại vuông góc các bạn. A với C vuông góc mà B là bằng 60. B là 60 này. Như vậy là cái góc CAB các em nhé. Góc CAB này. Tam giác vuông rồi đây 60, vậy cái góc nhọn CAB là bằng 30. Mà cả cái góc A lớn là bằng 60. Như vậy là ở dưới 30 rồi thì ở trên cũng 30 luôn. Ở trên 30 luôn ha. Như vậy đây là phân giác này các em nhé. Rồi tiếp tục. Cái góc C lớn này cũng bằng 120 nè. Hai góc đáy của hình thành cân mà. Đó, 120 mà đây vuông rồi, như vậy cái góc DCA thừa lại sẽ bằng 30. Đó, họ lừa mình lắc léo nhờ. Vậy các em suy luận dập, các em thấy góc ADC với lại góc D, góc DAC với DCA là bằng nhau, 30 với 30 hết. Vậy tam giác này cân. Tam giác này cân ở D thì DA bằng 4 luôn. 4 với 4. 4 rồi đó. Cạnh bên AD bằng 4 thì cạnh bên CB cũng bằng 4. Bây giờ muốn tính chu vi phải không? Thì các em tính cái đáy dưới nữa là xong. Mà muốn tính đáy dưới thì các em kẻ hai cái đường cao xuống cho thầy. Để thầy sạc đã. Rồi, các em kẻ cái đường cao xuống ha. Kẻ đường cao từ D và từ C xuống. Như vậy chúng ta sẽ có những cái tam giác vuông nè. Giờ trở lại lớp 7. Giờ các em nhìn cái tam giác CLB đi. Tam giác CLB là một tam giác vuông có góc 60 độ. Tam giác vuông mà có góc 60 độ thì ở lớp 7 thầy dạy rồi. Nó sẽ là một nửa của cái tam giác đều các em. Thầy bổ sung thêm này. Đó. Giả sử thầy đặt đây tên là M đi. Thì cái tam giác CBM này là tam giác đều đó. Trong đó đường cao CL cũng sẽ là đường trung tuyến. Như vậy là LB bằng LM, bằng nửa MB. Mà nửa MB thì cũng bằng CB luôn ha. Như vậy LB sẽ bằng 2.
Hãy ghi nhớ, tam giác vuông có một góc 60 độ thì có thể bổ sung để thành một cái tam giác đều hoàn chỉnh, ví dụ như CMB nè. Và trong tam giác CMB á, thì L là trung điểm của MB, bởi vì đường cao CL cũng là đường trung tuyến. Tính chất của tam giác cân, tam giác đều đó các em. Vậy LB bằng nửa MB, mà MB bằng CB là bằng 4, thì một nửa của 4 là bằng 2 thôi. Giờ thầy xóa điểm M nha. Tóm lại đây bằng 2. Tương tự là cái đoạn bên này cũng bằng 2. Cái đoạn AN đó, AN cũng bằng 2. Rồi LB bằng 2. Còn NL thì kem B ở trên DC xuống 4, 4B trên này xuống là 4. Rồi nhìn tới nhìn lui các em cộng chu vi lại nha. 4 4 4 là lấy trên với hai cạnh bên. 2 4 2 nữa cộng lại. Vậy là 4 4 16 cộng với lại 4 nữa là 20. Chu vi bằng 20. Một bài toán khá hóc búa ha. Rồi thầy rất mong các em gặp những câu khó như vậy để thầy có điều kiện để giảng kỹ hơn cho các em ha. Rồi tạm biệt các em. Các em đợi thầy sẽ làm một vài nít nữa nha. Rồi các em theo dõi những nít đó, sẽ còn nhiều bài khó hay. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này rộng rãi để kiến thức được lan tỏa. Hẹn gặp lại các em ở cái nít tiếp theo, nít 2, nít 3, nít 4.